Hoa Thiên Phát xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Hoa Thiên Phát. Thì chúng ta đang bước vào một mùa lễ mới đúng không các anh chị? Và không biết là các anh chị đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa lễ năm năm nay chưa ạ? Thì hôm nay Hoa Thiên Phát giới thiệu đến tất cả các anh chị sản phẩm mới là hoa sáp 3 lớp nha các anh chị ha. Mời các anh chị, xin mời các anh chị lại đây ạ. Là hoa sáp 3 lớp ha các anh chị. Đấy, sát hơn nữa. Hoa sáp 3 lớp nha các anh chị. Đấy, cánh dày mềm và thơm. Thì này. Đấy. Các anh chị đặt hàng, các anh chị hãy nhắn tin cho đội ngũ của Hoa Thiên Phát bên em, và đội ngũ Hoa Thiên Phát chúng em sẽ gửi bản màu, gửi giá và lên đơn hàng cho mình, gửi đến tận nhà cho mình. Thì trong suốt cái quá trình mà các anh chị đặt hàng, các anh chị cần những cái màu sắc hoa sáp, mà hoa sáp 3 lớp, hoa sáp 4 lớp, hoa sáp 5 lớp, hoa sáp 7 lớp và một số loại hoa sáp khác nữa. Hoa sáp nhụ kim tuyến thì các anh chị hãy cứ nhắn tin cho chúng em nha các anh chị. Thì một thùng như thế này á là có hơn một 1 triệu cành thôi nha các anh chị nhé. Thì các anh chị cứ nhắn tin, các anh chị đặt hàng thì sẽ có các anh chị đặt số lượng lớn sẽ có một cái đơn giá tốt các anh chị nhé. Đặt hàng số lượng lớn sẽ có một cái đơn giá tốt. Thì hoa sáp về rất là nhiều màu ha. Đây là màu xanh ngọc. Ở đây là màu màu gì nhỉ? Ở đây là màu kem, màu trắng kem đó các anh chị, màu vàng nhạt này, đây, màu vàng nhạt này thấy không? Bông hoa rất là đẹp. Rồi, thì các anh chị đặt hàng từ 5 hộp, 10 hộp, một thùng, 10 thùng, 100 thùng, các anh chị cứ nhắn tin nhé. Rồi màu tiếp theo là màu có cái màu tiếp theo màu hoa sáp tiếp theo nha anh chị. Hoa sáp tiếp theo là màu đỏ nhé. Này. Bông dày tròn và đẹp nha anh chị ha. Rồi, màu đỏ. Rồi ở đây là màu xanh ngọt, màu kem và nhiều màu sắc khác nữa. Thì các anh chị đặt hàng, các anh chị cứ nhắn tin cho đội ngũ của Hoa Thiên Phát. Chúng tôi sẽ lên đơn, gửi hàng đến tận nhà cho các anh chị, đặc biệt là các anh chị đặt sớm các anh chị ha, sẽ có chương trình khuyến mãi này, gửi hàng tới tận nhà kịp thời cho mình này, có hàng đẹp làm trước lễ này và bán hàng sớm cho khách hàng của các anh chị sẽ có doanh thu cao hơn, bởi vì sự chuẩn bị các anh chị tốt hơn thì doanh thu các anh chị sẽ cao hơn. Và đặc biệt là phụ kiện Hoa Tiên Phát chúng em có chương trình live vào mỗi ngày trong khung giờ 9 giờ, 11 giờ và 2 giờ chiều. Thì các anh chị hãy theo dõi phụ kiện Hoa Tiên Phát để nhận được những cái thông báo mới nhất. Và đừng quên, khi muốn mua giấy quấy hoa, mua phụ kiện hoa, mua hoa sáp, mua sốt cắm hoa, nhớ ngay đến phụ kiện Hoa Tiên Phát và đặt nhắn tin ngay cho đội ngũ của Hoa Tiên Phát. Chúng tôi sẽ gửi đơn hàng, gửi bảng màu và giúp cho các anh chị lên đơn hàng, gửi hàng đến tận nhà cho các anh chị. Follow phụ kiện Hoa Thiên Phát. Hoa Thiên Phát xin cảm ơn.